Rồi mình xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình. Trước hết thì cũng như mọi ngày nữa, mến chúc cả nhà mình ngày mới an lành hạnh phúc như cả nhà mình. Ở nhà mình thấy bé Vàng, mình nghe bé Vàng nó kêu ngay cửa, mở cửa ra thử, nay vô phòng mẹ bé Nghi. Mình vô nè, bữa nay mình vô phòng bé Nghi cả nhà, nghe con Vàng nó kêu ngay cửa, mở cửa ra cái nó chạy vô nó giỡn. Bé Vàng nay ly dị lúc kỳ rồi, giờ chơi với bé Bơ với bé Ú, nghỉ chơi với lúc kỳ rồi. Để ba thiến xong rồi thả cho đi luôn, nuôi chơi để ba thiến cái đã, thiến cái lên đây chơi luôn. Nó mà hiền thú ơi. Giận dữ cái gì lúc kia hả Vàng? Vàng cái gì lúc kia đúng không? Lên đây, lên đây chơi chơi với Bơ với Ú đúng không? Đúng đồng loại đúng không? Thì giỏi quá bà, thì ai cũng ta tỷ cũng nuôi được hết đó ba. Để nuôi như con, để nuôi bé mèo hả con Ú à? Trời ơi dễ thương cả nhà mình. Nhận vú nè, ở nhà con này nhận vú nè nè, sữa với chị đầu vú. Giỏi quá. Cho bú á, bú với mẹ nha, để nuôi giùm ba nghe không? Để ôm mấy mèo với nghe không? Nó mồ côi tội nghiệp nghe không? Nghe không? Mồ côi tội nghiệp quá à, để cho bú nè. Đi kiếm tỷ á. Gì mùi à, sao nó có một khúc rồi cả nhà mình. Cái mèo có khúc chút xíu rồi, có một cục ngạn cục ngủng đòn à, rồi đi rồi cả nhà mình thấy không, ngủng à. Lại đây gì tỷ, mà mẹ tỷ cho bú nè, lại đây, lại đây. Ừ rồi, qua đây vậy mẹ tẩy cho bú, qua đây. Qua đây rồi mẹ tẩy cho bú đi, mẹ tẩy mẹ tỷ giỏi quá, mẹ tỷ giỏi quá. Ba Khanh mẹ tỷ nuôi giùm cho nha, ba Khanh yên tâm đi, để mẹ tỷ nuôi giùm cho. Khanh yên tâm nha, mẹ tỷ nuôi giùm, nuôi bé giùm cho.
Đi kiếm chú á, chú đây nè. Giỏi, tỷ giỏi quá, tỷ nuôi giùm ba nha, ba Khanh nha. Thấy không? Em có một câu tội nghiệp nữa không? Tỷ nuôi giùm nữa không? Rồi tỷ nằm xuống cho bú đi, tỷ nằm xuống. Trời ơi, tỷ nằm xuống cho bú. Bú này cả nhà. Cả nhà mình xem nè, em nó bú này nó. Ừ, bố đó. Giỏi quá tỷ ơi. Sao bà bé bé này ngắn ngủn đòn à cả nhà mình, cùng ngủn à. Cả nhà thấy không? Bụng thì cho bú no luôn rồi nè, căng cứng rồi vẫn, nhưng mà vẫn đi kiếm vú. Vẫn đi kiếm vú mà bé ngắn ngủn đòn à, cục ngủn à. Tỷ tỷ thì đâu còn miếng sữa nào đâu, bú vú da cho đỡ nhớ mẹ thôi. Bú về chắc tỷ tỷ không chừng tỷ tỷ đau rồi nha. Tỷ tỷ ha, tỷ tỷ ngủ hả con? Tỷ ngủ là chắc không đau. Đau không con? Ừ. Đau vú không? Đau vú ba không cho. Okay. Cho em nó ôm nên nó bú vú da vậy nha không? Đỡ nhớ mẹ nghe không? Rồi không có sữa bỏ đi. Ngậm vú nè. Ừ, leo lên hả? Leo lên ở ngoài. Biết hết là tiếng rồi. Ừ. Nghiệp quá. Nghe khóc nhỏ tiếng nhỏ xíu à, biết bị bệnh gì hả? Khang tiếng rồi con, khóc biết khang tiếng rồi hả? Gẹo quý ô gẹo bà Ly biết rồi. Bắt con chét cho bà Ly á. Lúc kia mình nó ngủ rồi đó nha mình. Ngủ rồi bắt đầu là mấy đứa này ra chơi tiếp. Vậy thi qua hậu không? Ừ. Thi qua hậu cho Phi không? Cởi áo cho nó đi. Cởi áo cho ha. Trời nó bệnh lạnh mà, sáng lên trời bệnh lạnh. Áo lên cho mụi luôn đi. Ê, cái mụi luôn đi, mà trả tóc cho mụi. Ừ, tỷ đâu qua đây, mẹ biết tỷ. Tỷ ơi, ơi con. Tỷ, lên cho em đó rồi. Lên cho chẳng đường, lên cho chẳng đường. Tỷ nó hiền ra luôn ha.
Đây qua này biết này. Đây. Đây. Hôm nay thấy mấy bé nhà mình nó vui đùa, cái quay lại cho cả nhà mình xem coi thì bé Ly với bé Mụi hai đứa nó ghẹo nhau đó. Cái Ly ra là ghẹo Mụi, Mụi lại tấn công ghẹo Ly thì cười, Mụi thì cần anh không chịu, không hồi sau không ôm, Ly cũng vậy luôn đó. Cả nhà thấy không, đứa nào cũng muốn chen vô trong á, chen vô trong mới chịu. Nó tự bị lấn ra ngoài rồi. À, thấy tụi nó vui rồi, quay cho cái nhà mình xem vui, vui chơi cả nhà ha. À, thấy tụi nó giỡn vui á. Con Mụi Mụi ghẹo. Bữa nay nó mập quá trời cả nhà ơi, bữa nay nó mập khủng khiếp không cả nhà. Để mai mình lấy cân mình cân thử con Mụi Mụi nay nhiêu rồi. Mình nghĩ dắt 11 chứ mấy 12 lên lại rồi, bữa hổm bệnh ốm. Bữa nay lên lại rồi. Bữa hổm bệnh ốm. Bữa nay lên lại rồi. Rồi ngồi mắng vốn gì đây, ngồi tướng này tướng gì đây, tướng chờ kêu lại hả? Đúng không? Mà kêu lại thấy coi, lại đây, nó. Sao em chào kêu lại cả nhà. Tỷ ơi, con này biết tỷ ơi. Tỷ cô đơn à, tỷ có bà Ly đó. Quá trời cái lưng. Có no ngủ quá trời cái lưng đó nha, mập quá, mập đi ơi. Lông qua bé Ly này ra cái nhà ha, lông bắt đầu nhiều dày lông lên rồi. Má nó cắn đó nha, từ từ này ngủ đi, đây hộ con nó kìa, thôi từ chụp cho cái tay mình, sợ nó cắn cũng cái tay mình luôn đó, nó còn cái rủi này nè, chụp cái tay nó luôn đó. Ủa nó dữ quá, nó nết này dữ, con nết nhỏ này nó dữ quá, dữ luôn á. Nết gì ba mẹ thông cảm, con đói mà không thèm chú, con đói con phải dậy lỗ tai giật nó là chớp rồi cả nhà. Đừng ngửa quá, đừng ngửa em quá, ngửa quá cả nhà ba. Trời ơi, nút lỗ tai giật ngồi xấu tánh ghê luôn á, chớp cái tai giật. Vậy là bà canh mẹ dùng đánh á. Vì cái ở nhà này là không được không giữ nha, tất cả đều hòa bình nha. Chưa đã đó. Chưa đâu. Từ từ. Để sửa đại dĩa thôi, biết liếm chưa? Ừ, nó mình chắc sợ nó đạp chân vô, tay chân vô nó dơ. Liếm nào nó leo, nó chạy nhanh lắm luôn, mày nó xấu, nó tính ăn uống rồi nó bụng. Thấy chưa? Không được đưa đi, mình sửa vô miệng nó được, nó chụp vô tay nó nào luôn. Rồi. Ngủ hai cái lỗ tai giật lên nữa. Mình sửa rồi, thấy không? Hai tay không đổi quá, ba mẹ thông cảm chứ không phải con giữ con gì, ba lớn người nó con giữ rồi, hai cái tay giữ, hai cái bình sữa lóc đổi quá mà. No chưa? Rồi đó, cái nào nghe vú thôi, rồi xong nghe vú rồi hết ra, trời ơi hết khúc rồi cả nhà, hết hồi hết luôn, hồi khiếp thiệt. Hồi nãy tới đây nè cả nhà ha, nhớ không, tới đây nè đó, bụng nè, quá. Giờ tôi không la nữa, cái mặt nó giống hài quá hả.
Đây đi, mày đi mày coi cái mặt coi. Trời cái mặt nó hài quá à. Cả nhà mình có nó là mèo chiêu tài. Mèo chiêu tài là mấy con trong mấy đứng quơ quơ tay á. Nó giống như chú Hẹ á hả? Mắt to gheo. Rồi sao không vậy mà nó đi thiệt nhanh, nó mở bỏ rồi nó chạy thiệt nhanh vậy, còn nó có chạy nhanh nữa không hết rồi. Ngắn ngủn ngắn đòn hay ta hay nhỏ con này, nó ngắn đòn ngắn được không biết này, nó ngắn không khúc mà nó nhỏ xíu. Giống chú hài quá à. Nó chơi đi, cho nó đi vòng vòng, nó chơi xíu đi. Khám phá thế giới. Nó no rồi nha. Đây nè, núm rồi nè. Từ từ, trời ơi. Đây nè, cái nấm đây nè. Ui, háo ăn dữ vậy trời. Ông đừng cho no quá. Trời ơi, nó háo cả nhà ơi. Nó no rồi đó. Cho no. Vậy mình cũng xin khép clip này lại luôn nha cả nhà ha. À, bé hôm nay rất là khỏe nha cả nhà mình. Cái nhà mình yên tâm nha, bé này khỏe lắm nè, chơi đùa nè. À, cuối clip thì mến chúc cả nhà mình sức khỏe nha. Bé mèo con hôm nay rất là khỏe nha cả nhà mình, khỏe dữ lắm á, biết đòi ăn, biết đi kiếm vú, kiếm sữa rồi bú, kiếm vú rồi bú rồi, hết luôn hết luôn. Ừ. Ồ, nó no lắm luôn rồi đó. No chứ sao. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Ừ, bye bye cả nhà.